Tôi thấy anh vừa chọn đĩa VCD của ca sĩ Lý Hải phải không? Dạ dạ đúng rồi chị. Tại vì em tính tặng cho bạn gái em nhân dịp sinh nhật của bạn gái em. Chị thấy cửa hàng của mình bán có được không? Chị cũng được. Chị thấy cái đĩa CD nào thì bán chạy nhất? Có Lâm Trường, Đăng Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Lý Hải. Khách hàng có cái ý kiến như thế nào về các cái VCD của Lý Hải? Đa số khách của em thì cũng khen là âm bưng Lý Hải là phong phú. Chào bạn, bạn sinh hoạt ở trong này à? Đúng rồi chị, có chuyện gì không mà chị? Mình muốn hỏi ngoài cái thời gian sinh hoạt ở đây thì bạn có cái hình thức gì để thư giãn không? Dạ, cái thư giãn của em là nghe nhạc, và em thích nhất đó là ca sĩ Lý Hải. Tôi cũng hay nghe nhạc Lý Hải và cũng gặp Lý Hải rồi chứ. Mà tìm tới có nhiều nghệ sĩ tới đó, chẳng hạn như cái cô này nữa. Chào chị. Chị là người mẫu thì chị đã có bao giờ làm việc với ca sĩ Lý Hải chưa? Đã từng diễn với ca sĩ Lý Hải rồi chị. Và đối với ảnh là em là một người cùng nghề và một đồng nghiệp với ảnh. Thì ảnh đối với đồng nghiệp thì ảnh rất là bạn bè, rất là vui vẻ và ảnh rất là thoải mái và rất là nghiêm túc trong công việc. Chắc chị thích nghe nhạc lắm phải không? Dạ. Chị có biết đây là bài hát gì không? Này là bài Liều Thuốc Cho Trái Tim. Chào các em. Em đang sinh hoạt với các bạn ở đây à? Dạ em sinh hoạt ở đây. Em có biết già thân rồi, thời gian như ngỡ đã xóa nhòa hết bao kỷ niệm. Ngày xưa ta bên nhau bao em đêm, lá thư rơi bên em còn lại nơi đây xa em đêm. Chúc mừng hai ông chủ. Chúc mừng hai ông chủ, mẹ ha. Kia sao mẹ ông chủ kìa. Yeah. Chúc mừng anh quay bán đất. Từ ngày về đây tụi tao bớt leo biểu. Cuộc sống của tụi tao bây giờ cũng tương đối ổn định. Đi không đi không đi không đi chẳng tội tình. Để mai nhớ đến đã cây trắng.